người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên được vào hậu cung của vị vua háo sắc bậc nhất Việt Nam. Lê Long Đĩnh, vị vua thứ ba của nhà Tiền Lê, được khắc họa trong sử sách là một người đam mê tửu sắc vô độ. Trong một lần đi sứ sang nhà Tống, em trai của Lê Long Đĩnh gặp được người con gái dung nhan rạng rỡ tên là Tiêu Thị, liền nhớ ngay tới ông vua mê đắm sắc dục, bèn dụ nàng về làm nữ nhân của vua. Một bước lên tiên, Tiêu Thị với thân phận cung nhân đã trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bước vào hậu cung Đại Cô Việt. Tiêu Thị được vua đặc biệt sủng ái, nhưng thói đam mê tửu sắc, dâm dục vô độ kéo dài đã chất chứa thành bệnh, khiến vài tháng sau khi có được Tiêu Thị, vua Lê Long Đĩnh đã lâm bệnh nặng và băng hà khi mới 24 tuổi.